Giới thiệu với người anh em một cái con mixer của hãng Tapco. Tapco là một cái thương hiệu của Mỹ nha anh em. Con này tiền thân của nó là Tapco độc lập, xong này bán thương hiệu lại cho Mackie đó anh em. Tapco này nó ra đời khá là lâu rồi và đến hôm nay còn tồn tại được lại những cái dòng mixer cơ như thế này là rất là tuyệt vời. Anh em nhìn thấy thiết kế bề ngoài nó rất là đẹp, rất là xinh, đặc biệt cho những người anh em nào mà hạp phong thủy xanh đỏ tím vàng nữa là ngon lành cả đào luôn ha. Đẹp lắm. À, mặt mũi thì tương đối tốt ha, ổn áp, rất đẹp. Bên Nhật thì họ dùng điện 100V nha anh em, tem Nhật vẫn còn ha. Mà công suất của nó là 40W, còn Việt Nam mình thì chơi điện auto pole, bởi vì con này nó auto. Con này nó tới 100 đến 24 ha. Rồi Việt Nam mình thì dùng thoải mái ha. Hai main area mà ngõ chính này sub out, còn trên room thì insert. Nói chung con này là có tích hợp bộ máy effect rất tuyệt vời. Nhạc thì hay lắm, bây giờ mình nhả gain ra để mình test nhạc cho anh em nghe. Trung bát, trung trép, trép. Chính xác là tông nào ra tông ấy. Bởi vì nó là cái nền mixer hờ analog của Mỹ. Mà mixer của Mỹ là anh em hiểu rồi, cái nền nhạc đánh rất là lực. Chuyên DJ mà đánh lực lắm. Còn effect của nó là rất tuyệt vời luôn. Nó mở rộng lên tới bên này là 16 hiệu ứng. Và bên này là 16 cái kênh chương trình effect. Và đây là 16 cái hiệu ứng. Nếu mà tính là 16 nhân 16 là rất là nhiều chương trình. Ví dụ như một kênh reverb này thì anh em có thể xây đổi cái này 16 dòng, một 16 dòng tròn này tương ứng với 16 cái hiệu ứng. À, bây giờ anh test cho anh em nghe nó có thể nói chữ hình dung không? 2 đây là đang ở chế độ của tên là chỉ reverb hơn. À, reverb hơn ha. À, ví dụ mình xây một biến như là cái đuôi nó ngắn lên này. Từ số 1 đến số 16, 16 là tương ứng với đuôi ngắn như vậy. Hê, 1, 2. Ngẫu nhiên này ha, lên xí lụ nghe là ngẫu nhiên này ha. Hai hết đang thấy cái tiếng hết sâu không thấm dài rồi đấy. Ví dụ như đây là một kênh reverb ha, bây giờ mình lên lên một kênh ở trô đi ha, ở trô Việt Nam mình văn hóa vẫn là ớt nhái rồi, nghe cho nó vui. Lên 1 2 số 7 8 10 đó, anh em thấy ở trô nó vẫn như lùi 2. Rồi bây giờ mình sẽ tăng cái gain cho lên. Cái gain này là gain tổng ha. Tăng gain này là anh em nghe thấy tiếng khác nè. Alo 1 2. Rồi mình cứ vặn ngẫu nhiên đi. Vặn qua cái số 5 này nó sẽ ngắn hơn. Alo 1 2. Đó này. Còn muốn mà trung bình thì đỡ cái tầm số 9 ha. Alo 1 2 số 7 8 10. Hát chậm đỡ số 15-16 đây, siêu chậm siêu nét. Alo bốn line micro, bốn line ưu tiên như cắm micro bằng đắt Canon hay đắt Sony ha, còn lại là 1, 2, 3, 4 bốn line ST này ha, giá thì chỉ có 5,5 triệu, quá ngon rồi nè, đặc biệt nền nhạc nó phê luôn.
công nhận cái giải em quay cái nền nhạc của thằng Tapco này đánh dữ lắm. Em mới mở tí xíu thôi là anh em nghe là cảm nhận nó dữ lắm, cái nền nhạc rất là hay. Đó. Mình có con duy nhất mới về nha anh em, mới về. Có con duy nhất giá 5,5 triệu. Anh em nào kết thì alo cho ý ha, 0909 043679. Thằng ai chào anh em.